chào mọi người trở lại với channel của Dũng Béo Ẩm thực Phố Phường. Hôm nay ngày thứ bảy mình sẽ làm một món nữa. Hôm nay mình vừa sang nhà bà mượn lấy cái chõ này. Chõ đây. Hôm nay cái chõ này mình sẽ làm một món quả quê rất chi là dân dã nhá. Bánh khúc. Bố làm như là chiều về bố làm bánh khúc cho con ăn nhá. Được không? Gấu chào khán giả đi gấu. Con chào các cô các bác. Nhá, chiều này để bố đồ bánh khúc cho ăn nhá. Chứ giờ tao lém mày lột xuống đây chứ. Đây là cái hồ ba của phố Bồ Đề đấy mọi người ạ. Khung cảnh cũng ok phết. Sáng đến ba bố con nhím thì đang cháu nhím thì đang chạy ra kia chắc là mua kẹo hồ lô cho hai chị em ăn rồi. Sáng đến ba bố con đi ăn sáng. Thôi, mọi người ơi, let's go theo mình về nhà để chuẩn bị ngâm đỗ với cả ngâm gạo đi. Ê, nhanh lên về bố làm một khúc cho ăn. Ê, mọi người ơi, gạo mình ngâm ở đây. Gạo ngâm ít phải tầm 3-4 tiếng ấy. Đỗ ngâm ở đây. Thì đó thực ra là cái lá khúc ấy. Thì mình sẽ đi xin nhé mọi người nhé. Gà khúc bây giờ lấy đâu ra, mình sẽ xin xong rồi mình xay sẵn ra trộn cả một bếp đậu vào nhá. Bật mẹ trên đấy gấu. Mọi người thấy hôm nay mát rời bác Dũng Béo không đổ mồ hôi không? Đấy ta làm 10 hạt nhá. Ít đó, đây là nó vẩy tính nhỏ rồi đảo rồi. Cái này nó không dùng được bếp từ mọi người ạ. Phải chơi ga. Nhà mình thì điện đóm ga thiết thì đủ hết. Ở đây là mỡ này. Mỡ thì vợ mình đã thái hạt lựu cho rồi. Thì ra mỡ này xào săn lên. Gọi là mình dán ra tóp ấy. Rồi phi thêm hành nữa. Bình à. Bây giờ chúng ta chỉ nhá. Thì này là cũng xong rồi đây. Tí nữa cái này xong rồi kẹp vào các cái nhân. Bọc thêm vào cái nhân bánh nữa. Nói chung là ra bánh khúc ra ngoài đường thì có 15k một cái là ngon lành luôn. Nhưng hôm nay Dũng Béo muốn làm để mà cho muốn gọi là hướng dẫn mọi người ấy. À nói hướng dẫn là trông có gì quá. Muốn làm là để cho mọi người xem tí. Mọi người ơi. Đủ được rồi nhá. Mày tao phải lấy mua người ta miết vào ra này. Chứ có biết thì nó biết miết là đồ xanh này mình ngâm thôi, mình đồ để nhanh. Ngoài mát giờ làm bếp sướng này, không nhận làm bếp sướng này đỡ bị đổ mồ hôi. Bảo sao mùa hè mình ăn hay bị mặn ở đấy. Gấu ơi, gấu, có lấy sữa uống ấy. Uống rồi nha, rồi. Sữa này mua để đi ra không? Đây là ta sẽ đây là tóp mỡ rồi. Mình sẽ cho hành vào nhá. Hành cho vị thơm lên. Hành ta cho vào vị thơm lên. Thơm chưa? Hành đích xay rồi ra. Hành thơm rồi nhá. Hành và mỡ này thì nó anh em nó hạt nhau lắm. Úi trời ơi. Vậy gọi là sâu quên rồi. Bây giờ ta sẽ cho đậu vào. Đảo lên. Mùi gỗ mình đâu nhở, mình mùi gỗ thì nếu mà nó hơi khô thì ta sẽ dưới thêm mỡ rồi nhá. Đầu tiên là cái việc đầu tiên là của cái món này à, quý vị biết là gì không? Hạt tiêu. Hạt tiêu nhiều thơm lắm, rồi cho hai chiếc tiêu vào nó thơm để tan vào mì chính mọi người ạ. Chính.
thì lúc ấy là mình đã cho muối vào khi mà đồ đậu ấy, người ta cho thêm một ít cửa no rồi đây đấy, có vẻ khô khô lắm, ướt quá không nắm được đâu đấy, bởi mình dặn là ướt quá không nắm được đâu, mình sẽ làm nó vừa phải nhé. Đấy, công đoạn vào đậu là xong nha mọi người nhá, và ta sẽ để nguội thôi cho nắm. Đây mình làm toàn nhân xong rồi nhá, đổ vào đây nó nắm, nó chỉ đợi nguội nhá, mỏng tay ấy. Các bạn thấy bây giờ chúng ta sẽ nắm quả đậu nhá, nắm quả đậu mình sẽ cho miếng thịt ở giữa nhá, nhân này, còn cho miếng thịt đây này, quả bánh khúc này không phải to quá không nào? Không sao vừa. Không sao vừa rồi. Bánh khúc nhân to lá lan luôn. Không cần phải nhất thiết là bịt kín cái thịt đâu anh. Rồi. To thì phải cắt đôi miếng thịt ra. Rồi mọi người này. Đôi miếng thịt này. Thì mấy cái này nó mỡ càng tốt nữa. Làm nhiều thịt ăn cho nó sương. Em ơi, đây là cái rau khúc này rồi, mình đã xay rồi. Rồi mình sẽ đổ bột nếp vào nhá. À, to nhà quá. Cho chút xíu nước vào đây này. Nó khô thì ta cứ cho thêm nước vào nhá. Bà lão xay bột thế này, ông lão nhà bột thế này, mọi người ạ, đây bánh khúc đây, ra bánh khúc mua 15.000 một cái, giờ làm này vất vả không? Giờ làm chắc là ngon hơn, thế mình sao mình sẽ biếu bố Cường, đủ ông Cường ăn, à, biếu biết này, đủ ông Cường ăn, vất vả thế, đủ cả trẻ con. Nghe là mấy ngày nay ông Cường Amen ông ấy đi tình yêu tình báo thì đi ăn cưới ăn xin thì ông bảo cho em nghỉ 2 hôm, tháng này có đòi tăng lương không không đấy vợ ơi, thế nên chuyện không cần phải hỏi. Giờ mình sẽ đi trộn gạo nhá, này mình rắc tí muối này cho nó đậm đà hương vị quê hương đi, và cho ít dầu ăn vào nhá, cho dầu ăn một ít ở đây để cho nó bóng cái gạo nó béo, thêm nắp vào nhé cho nó ngon cho nó ngậy, đổ ở chỗ khác, đổ ở chỗ đấy nó rớt xuống dưới. Mọi người ạ, đấy là mình muối này với cả dầu ăn cho đây rồi, người ta trộn lên, gạo mình đã ngâm được khoảng tầm 4-5 tiếng rồi, bây giờ công đoạn nhà bột đây là xong rồi này. Khúc này bán ra chắc mình bán chắc là phải 30 cái, mình làm lại một cái cho mọi người xem nhé. Đây này, tay cũng béo rửa rồi nhá, đấm vào đây, tay béo rửa sạch rồi đấy, cho này nhờ bọc ấy, nhờ bao bọc ra ngoài ấy. Ngon lắm mọi người ạ. Đây mọi người này, xong rồi nhá. Đây. Rồi ta cho em nó lăn quả gạo này. Cho em lăn quả gạo này. Đấy. Mọi người thấy sao? Hai viên đỡ lạch. Đó. Để gạo đây. Để mình sẽ nặn thêm bên nữa. Mà được 14-15 cái đấy, không ít rồi. Mày khúc made in Trúc Béo anh. Ai mày khúc đê, khúc đê. Đấy, xưa hay sao, mày khúc đê đấy, đấy cho cái thịt rồi. À, cái này mỡ của mình đã có mỡ thái hạt lựu rồi, hành phi rồi, bây giờ thêm cả miếng thịt ba chỉ mỡ bọc bên trong nữa, mày khúc chất lượng thật. Mình sẽ mang
đổ nước kiểu mình này rồi mình sẽ đổ lên. Hôm nay chia sẻ thật với quý vị là hôm nay không có cảnh mình đi chợ đó, thì hôm nay mình sẽ vì là cái đi chợ của cái bánh khúc này nó mua ít quá, nó không đáng bao nhiêu. 15 cái bánh khúc mua có 2 lạng thịt, cứ bấy vì là trong một cái viên này nó có bao nhiêu đâu, mua có bao nhiêu, 3 lạng thịt là các quả đậu của mình to lắm. Cái lá khúc này nó mình chia sẻ thật với mọi người là người ta không bán đâu nhá, thực sự người ta không bán. Mình đi xin lá khúc ở đâu mọi người biết không? Ở chỗ chợ Đồng Xuân đấy, ở cái em bán lá khúc ở chợ Đồng Xuân đấy, mình xin xin em ấy, mình về mình xay, thực ra là em ấy cũng phải dự trữ sẵn nhà lá khúc này, còn mọc hoa mọc dại ở đâu mà nói chung là mình cũng chả biết được. Ruộng ngô, ruộng rau. Cái đây mình nhìn mình người ít. Ở đây lấy nó ruộng. Cái này khúc rồi. Giờ mình sẽ cho vào mình đựng đồ nhá. Rồi mình sẽ một lớp gạo ở dưới này. Mình xếp các quả khúc này lên này. Đây, được xong một lớp rồi này. Ta lại phải đổ đến lớp gạo nó vào nhá. Đó. Có kiểu so le ấy. Ta xoa này, đấy. Ta xoa cho các cái này nó đều ra. Ta xếp tiếp vào. Tầng thứ hai đấy, kiểu tầng thứ hai đấy. Còn nước số gạo còn thừa ta cho lốt vào luôn. Bây giờ là biết làm gì đâu, ngồi đợi thôi. Đồ rồi lâu lắm. Thế nhưng mọi người ơi. Bánh khúc đây mọi người. Mình thử cái hạt sôi rồi nhá. Đưa. Bây giờ cũng vừa bạn là quạt chiều rồi, mang sang ông Cường ăn thôi. Mình ở đây mình cũng chuẩn bị cả chả nhá. Người này chả muối bừng ruốc thôi, rất lâu trong cửa này ông ơi. À vâng, chào anh ạ. Bánh khúc quà chiều thôi. À ra, ui trời kinh quá này. Bánh khúc ấy ngoài xin người ta là khúc làm đấy. À thế à. Bấm ăn bột chưa? À ăn bột đây thôi, bác cho ăn bánh khúc nha. Đây mọi người ơi, bây giờ mình sẽ bày ra. Uầy mọi người ơi, hôm nay sang nhà ông Cường này biểu diễn cho ông ý bánh khúc. Ông Cường mọi người rất ăn bánh khúc nha mọi người nhá. Ôi mời ông ấy. À, được nhé. Bye. Từ ông ấy chụp cái ảnh để cúng thầy phây đã. Ngon. Có chứ. Bà để con bà ấy. Mình cứ ngồi một chỗ đi để. Cứ ngồi đi. Làm. Làm cả đời cho các con rồi bây giờ vẫn đi làm mọi người ạ. Đấy bàn đấy. Đó, khúc này nó ngon đấy. Trông nhìn thức. Rồi, đấy, mũi vừng. Vâng, đây là ruốc ông ơi. Ừ, theo điện thoại của vợ đâu này, để cúng cày phây quá nào. Người trông nhìn đẹp quá. Ông nào cầm ngay khúc với nghe ông ơi. Anh mà nào cầm ngay khúc này nào. Xin chào khán giả nhá. Ăn cái bánh khúc của Dũng Béo làm nhá. Quà buổi trưa, quà 2 giờ chiều. Là tôi cũng chưa làm được cái bánh khúc này, nhưng mà con trai thì nó làm đấy. Rồi, chơi đây bà ơi. Chuẩn đấy. Bánh khúc mà. Ừ. Có Phượng cho Bin ăn ăn đấy. Có đấy, ăn nó. Có chả đấy. Ừ. Xin mời mọi người nhá. Làm quả cái này cho nó nhiều xôi. Nhiều xôi đúng rồi. Nhiều xôi ăn cho nó ngon, chấm quả.
ruốc. Cái bánh thực ra là cái lá cúc này không ạ? Ừ. Là con tin. Thế à? Tin người ta xay rồi, à ừ. Người ta gặp rồi. Ừ. Mình để xay. Xay ra. Xay ừ. Cho bánh trưng tố à? Vâng. Ủa. Thế à? Cho bánh trưng tố. Xay ra mới trộn vào bột nữa mà. Đúng không? Không ừ. Con trộn bột. Trộn bột đúng không? Bên ra nhanh lên để nó mạnh ăn. Được, con đấy. Đúng rồi. Ừ. Bừng nữa à? Ừ, đúng giống hết. Đúng mà. Ừ. Cái này làm ra bán độ mấy nghìn cái nhỉ? Ủa, ta bây giờ ta bán toàn 15 nghìn cái bà ơi. Thôi mình bán 10 nghìn cái ngon. Độ 4. Mới ăn đây. À, có biết mời mọi người ăn mình cũng thế đấy. Ăn ngon quá. Công nhận là mời. Nó tất quả đấy nó bay thôi. Ừ. Công nhận là đúng cái mùi bánh cúc ở ngoài hàng thật. Đúng rồi. Cái mùi ấy, vâng. Cái nhân của rất ngon để làm được. Nhân này nhá. Ừ. Mỡ ra con tái hạt lựu à. Ừ. Có quy hành lên nha. Đúng rồi. Ừ. Quy hành lên, xong lại có lại xào đậu. Ừ. Đồ đậu, xào đậu. Thế à. Đúng rồi. Ông bà ăn miếng giò đấy. Ừ. Dạ. Có ông ăn miếng giò ấy. Không, ăn chả. Ông ăn chả, ăn giò ấy. Có cái này đấy bác. Thế à. Nhưng mà người thử miếng giò lụa nhá. Nhưng mà cũng vậy, cái nhân của nó rất là ngon. Phượng ạ, à, ăn nó xem được. Rất giống Phượng ăn đấy. Ngon lắm ấy. Ngon đầu tiên làm nó được. Được, thế thôi làm nó được rồi. Công nhận là chưa được làm mà bây giờ mình làm đầu tiên này tôi cho 10 điểm. Bán được chưa? Chuẩn, chuẩn. Ngày bán được độ 4 đấy mà. Không. Hôm nay rời bão, hôm nay ngâm không nhạt. Không. Đúng rồi. Hôm nay là vừa. Làm nào à? Nhưng mà ăn này là vừa hôm nay phúc cho nó, hôm nay tự dưng nó làm nhạc. À nó làm nhạc thì anh sợ là mặn thế. Nhưng mà được cái nhân là ngon được. Thì ra nhân nó bà ơi, nhân nó bình thường người ta làm một miếng mỡ thôi. Ừ. Hôm nay có làm bằng thịt hả? Cả miếng thịt đúng rồi. Thế. À, cả miếng thịt dọi ra bà này đấy. Mà thấy chưa là miếng thịt ra đấy. Nó giả hay đấy, cả miếng thịt nhất là nhân của trong khúc đấy. Đấy, béo làm ngon à. Còn á, làm được mấy giờ hả? Vài 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 chút chưa. Nhưng mà đi ra mua thì 15 nghìn một cái, hiểu không? Ừ. Và hôm nay mình muốn làm là để mình biết, đúng rồi. Truyền đạt cho khán giả là cái này làm dễ như nào. Ừ. Nhưng mà công nhận là chuẩn đấy. Thực ra nó dễ thật mà. Ừ. Nó khó đâu. Ừ. Chọn cái đấy này anh thử nhìn đó. Cái mùi, cái màu lá khúc của nó y xì cái giống ngoài hàng nhá. Chuẩn đấy, lắm. Người hàng chuẩn luôn. Ừ. Vừa ăn đấy, thằng Minh ăn trong giờ, nhanh lên cho mẹ ăn. Ừ. Cảm ơn ruốc. Wow. Thường ạ, à, quan trọng cái mùi lá khúc của nó ấy. Rồi. Nó rất là giống. Hả? Ngon quá mọi người. Ừ. Ừ. Công nhận là chuẩn thật. Được, được, cho 10 điểm. Ăn quá, ăn nặng quá. Ăn luôn nhé. Ăn đến này tối không phải ăn cơm nữa. Cần gì ăn cơm. Tôi cho 10 điểm. Vẫn còn kìa, mười mấy ngày rồi. Còn dưới em cho bà ngoại. Đó. Em cho bà ngoại. Có bà ngoại à? Thôi, mỗi thưởng với mỗi người được. Đúng không? Con bảo là con em trong đấy mà. Thế là bên đấy nữa. Ăn cái gì phải chia chứ. Đúng rồi bà ơi. Ủa. Cái gì phải chia chứ. Đấy, vui ăn nhá. Ăn là ăn. Mới cho lớn lên bác làm bánh cúc cho ăn nhá. Ừ, công nhận em. Ăn là xem cái mùi đó. Ủa, nó vừa ăn trong cho ăn đỏ thôi à? Không mùi cái thìa nó sắc nó hỏng. Ừ, cẩn thận nó quên. Đây. Mỡ ngậy. Công nhận là ngon. Cái này là quần chú Trí với cả để lấy thêm một cái ra cho vợ mình. Ừ. Thôi, hôm nay kết thúc một buổi video quà tiểu đây nhá. Đây, ông bạn ấy, hợp lý không? Được, cho 10 điểm. Ok, xin chào mọi người. Cho 10 điểm, chuẩn.